Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2018, Bộ Công Thương đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa đặc sản an toàn của các doanh nghiệp địa phương trên cả nước, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu thực phẩm an toàn. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ Việt Nam, mạng lưới các cơ sở kinh doanh thực phẩm của nước ta cũng tăng dần hàng năm cả về số lượng và chất lượng. Hiện cả nước có hơn 8.500 chợ, 957 siêu thị và 189 trung tâm thương mại và khoảng 2 triệu cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ của hộ gia đình. Ngoài ra, còn hàng ngàn cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi hiện đang phát triển nhanh chóng, được phân bố chủ yếu ở các thành phố lớn. Trước thực trạng sản phẩm thực phẩm chưa kiểm soát được theo chuỗi cung cấp, chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu, thì việc quan tâm tiêu dùng thực phẩm bảo đảm là việc biện pháp tự vệ chính đáng của người tiêu dùng và cũng là cơ hội tốt cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Thông tin ngày càng được tiếp cận nhiều hơn đến doanh nghiệp, từ chính sách pháp luật của nhà nước cho đến những cái nguồn về công nghệ làm thế nào để sản xuất ra được những cái thực phẩm an toàn và áp dụng những cái công nghệ quản lý tiên tiến, hệ thống quản lý tiên tiến như ISO, HACCP, GMP, rồi các cái Việt Gap, Global Gap và các cái hệ thống quản lý nữa thì các doanh nghiệp đều được tiếp cận. Và nhờ vậy thì họ đều có những cái ý thức lên về việc là cần phải cung ứng ra thị trường những cái thực phẩm an toàn. Một là vì bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hai là về chính sự sống còn của doanh nghiệp. Và khi mà áp dụng những cái hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thì chất lượng sản phẩm cũng ổn định. Và nhờ vậy thì họ cũng sản xuất ra được những thực phẩm có giá trị gia tăng cao và tiếp cận được với hệ thống phân phối trong nước cũng như là xuất khẩu. Trong bối cảnh các vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra hết sức phức tạp, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao ý thức trong việc áp dụng công nghệ, đẩy mạnh việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Gap vào quá trình sản xuất sản phẩm, giúp sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm các tiêu chuẩn do các cơ quan chức năng yêu cầu, được các kênh phân phối hiện đại chấp nhận. Những cái đơn vị nào mà những hộ kinh doanh, hộ cá thể nào mà nằm trong chuỗi của các doanh nghiệp là sản xuất và tiêu thụ thì họ đều được là cung ứng các quy trình cũng như là hướng dẫn về nghiệp vụ cũng như là về những cái khó khăn, những cái phác đồ điều trị bệnh tật các thứ này đều được chia sẻ. Bên đơn vị chúng tôi thì chủ lực tập trung vào sản xuất theo chuỗi. Chính vì vậy là cùng trong một chuỗi thì chúng tôi có các quy trình đều phải theo tiêu chuẩn Việt Gap hết. Và từ cái khâu đầu vào là con giống đến khâu đầu ra là sản phẩm, là thương phẩm đều được kiểm tra và test rất là kỹ. An toàn thực phẩm là vấn đề cấp bách, ngày càng được các cấp, ngành, địa phương và người tiêu dùng quan tâm. Nhiều doanh nghiệp cũng đã có nhận thức và hành động tích cực nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít doanh nghiệp vì lợi nhuận mà sản xuất kinh doanh thực phẩm kém chất lượng. Để chấn chỉnh tình trạng này, việc ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật An toàn thực phẩm được coi là bước đột phá trong phương thức quản lý an toàn thực phẩm. Nghị định đã thể hiện sự thay đổi tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản phẩm của mình để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Ở đây trong Nghị định 15 thì quy định là nếu mà doanh nghiệp để tự công bố sản phẩm thì thứ nhất là sẽ phải có một làm một cái phiếu, cái form theo cái quy định phụ lục của Nghị định 15 thì form đấy cũng kê khai những nội dung về cơ bản là rất là đơn giản. Cái thứ hai là có cái phiếu kiểm nghiệm về các cái chỉ tiêu an toàn thực phẩm của cái sản phẩm của mình. Thì một cái điều quan trọng ở đây là cái phiếu đấy phải được thực hiện bởi một cái tổ chức mà được tổ chức kiểm nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định hoặc là một cái tổ chức mà kiểm nghiệm mà có cái hệ thống quản lý phù hợp với một tiêu chuẩn ISO 17025 mà được Bộ Khoa học Nghệ Tổng cục Tiêu chuẩn cái văn phòng công nhận chất lượng cấp. Là một trong ba đơn vị được Chính phủ giao triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã và đang rất tích cực trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Đáng chú ý, việc đẩy mạnh cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trong việc chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, đặc biệt là các chợ đầu mối, kiểm tra kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, hàng kém chất lượng nhập lậu, đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, phân phối thực hiện an toàn thực phẩm.
về phía các doanh nghiệp, cùng với việc thực hiện đồng bộ chặt chẽ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh áp dụng các giải pháp tiên tiến trong quản lý an toàn thực phẩm, thì cũng phải cần chú trọng đến việc xây dựng và phát triển các thương hiệu thực phẩm an toàn. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần làm nên thành công của mỗi doanh nghiệp.